Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tăng cường các hoạt động nhằm chống dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ xe chở gần 600 kg mỡ lợn, lòng lợn không rõ nguồn gốc. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 187.000 m² nhà màng, nhà lưới đã được đầu tư mà lại hiệu quả sản xuất cao. Hiệu quả mô hình bể thu gom bao bì vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hơn 80.000 lượt khách du lịch đến Hà Nam trong 2 tháng đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, trong những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường cùng các lực lượng khác như nông nghiệp, thú y, công an, quân đội lập các chốt kiểm dịch trực 24/24 giờ để ngăn chặn vận chuyển và tổ chức phun thuốc khử trùng chống dịch. Phản ánh của phóng viên tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ngoài duy trì quân số tại các chốt kiểm dịch, lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh còn tăng cường quân số trực để kiểm tra giám sát thường xuyên việc vận chuyển lợn cũng như tại các điểm giết mổ, không để lợn bị bệnh được giết mổ đem đi tiêu thụ. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thành lập 14 chốt có lực lượng liên ngành và 43 chốt ở các xã thị trấn để phòng chống dịch. Việc thành lập chốt được thực hiện không chỉ ở nơi đã xuất hiện dịch mà còn cả ở những khu vực giáp danh nơi chưa xảy ra dịch. Các chốt có nhiệm vụ ngăn chặn việc vận chuyển lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài, phun phòng thuốc tiêu độc khử trùng phương tiện đi lại, người ra vào vùng dịch để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, kiểm soát việc tiêu thụ lợn bị dịch. Nơi phát hiện dịch đầu tiên tại thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ đều là những điểm chăn nuôi nhỏ nằm trong khu dân cư. Qua các cái lần xảy ra dịch bệnh trên đàn chăn nuôi thì đa số đều có điểm xuất phát từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. Và để hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đòi hỏi các địa phương đẩy nhanh quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung để các hộ gia tăng chăn nuôi tập trung, vừa để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa để tăng cường tốt nhất công tác phòng dịch, hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra. Bắc Ninh được xác định là địa phương nằm trong vùng đệm của dịch bệnh bởi 3 tỉnh thành giáp danh là Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương đều có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện. Chính vì vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã chủ động nhiều biện pháp phòng chống, đồng thời đã xây dựng kịch bản sẵn sàng đối phó khi có dịch bệnh xảy ra, trên tinh thần không giấu dịch và làm mọi biện pháp để ngăn chặn, phòng chống và giải dịch. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 64 thôn, 33 xã, 14 huyện thuộc 7 tỉnh thành phố. Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng đệm của bệnh dịch và nguy cơ xảy ra bệnh dịch là rất cao bởi virus dịch tả lan truyền và tồn tại ở môi trường rất lâu và hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa. Trước vấn đề cấp bách, bệnh dịch tả lợn châu Phi có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Các cấp các ngành, cơ quan truyền thông phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cách phòng chống bệnh, đặc biệt là không hoang mang bán tháo lợn. Cần tuyên truyền vận động người chăn nuôi cam kết và thực hiện 5-0, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Mặt khác, mỗi địa phương vào cuộc quyết liệt, sẵn sàng phương án đối phó với dịch bệnh. Từ khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các tỉnh tiếp giáp Hải Dương và mới đây là tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, cơ sở giết mổ tập trung của thành phố Hải Dương đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với phương châm không để lợn nhiễm bệnh vận chuyển đến giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung rồi đem đi tiêu thụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hải Dương phối hợp với đơn vị quản lý lò mổ lập chốt kiểm dịch phun tiêu độc khử trùng ngay tại cổng ra vào lò mổ. Trước khi lợn được đưa vào lò mổ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hải Dương kiểm soát từng con. Những con lợn có biểu hiện bất thường sẽ được nhốt riêng và tiến hành xét nghiệm. Nếu dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ tiến hành tiêu hủy khẩn cấp toàn bộ đàn lợn vận chuyển đến. Hiện tại trung bình mỗi ngày cơ sở giết mổ tập trung giết mổ từ 250 đến 300 con lợn. Thời gian giết mổ chủ yếu bắt đầu từ nửa đêm đến sáng sớm và buổi trưa. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hải Dương đã bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để kiểm soát động vật đưa vào và đóng dấu kiểm dịch sau khi được giết mổ, đảm bảo theo đúng quy định trước khi đưa ra thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, hai vụ trở lại đây, nhiều hộ dân của xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm thẻ qua đông bán công nghệ cao, góp phần phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững. Đây là vụ thứ hai, gia đình anh Nguyễn Văn Nhàn thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ qua đông trên diện tích 8 sào chia thành 2 ao nuôi. Sau 80 ngày thả nuôi, đến nay toàn bộ số tôm của gia đình đã cho thu hoạch được hơn 4 tấn. Đây là vụ thứ hai nuôi tôm thẻ qua đông thành công của gia đình anh Nguyễn Văn Nhàn. Rồi vụ này thì như tôi làm là vụ này là đầu năm trước, tôi làm là cái nhà qua đông này là trừ chi phí được hơn 300. Còn vụ này thì nó năng suất hơn được một tí, chắc nó được trừ hết chi phí được khoảng 500. Nam Cường có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là hơn 100 hectare, trong đó có 20 hectare nuôi ngao giống, hơn 60 hectare nuôi tôm vụ xuân hè, còn lại là nuôi cua cá. Anh Nhàn là hộ đi tiên phong thực hiện thành công mô hình nuôi tôm thẻ qua đông. Từ mô hình hiệu quả này, Nam Cường có chủ trương khuyến khích vận động nhân dân đầu tư nuôi tôm thẻ qua đông. Và từ cái mô hình của anh Nguyễn Văn Nhàn thì sẽ ưu tiên cho những hộ có kinh tế, có nguồn lực và đặc biệt là có nhiệt huyết, kỹ thuật nữa để mà xây dựng các cái mô hình để làm sao cái đưa cái vụ tôm của vụ đông ấy, coi là cái thế mạnh và cái hướng đột phá để mang lại hiệu quả kinh tế. Với hướng đi này, Nam Cường đang từng bước phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, đem lại nguồn thu đáng kể cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế thủy sản bền vững. Năm 2019, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản tăng từ 5,5 đến 6% so với năm 2018. Tỷ trọng thủy sản chiếm từ 21% trở lên trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 16.200 ha, trong đó nuôi mặn lợ đạt hơn 6.400 ha, nuôi nước ngọt 9.800 ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 154.000 tấn, tăng 3% so với năm 2018. Trong đó nuôi trồng đạt 101.000 tấn, khai thác đạt 53.000 tấn. Thực hiện mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế thủy sản bền vững, từng bước chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản theo hướng giảm cường lực khai thác ven bờ, phát triển khai thác xa bờ theo hướng chọn lọc bền vững, tăng cường kiểm tra, giám sát và thắt chặt quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản, đặc biệt là vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, tạo ra lượng hàng hóa lớn, an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Xác định việc hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng đẩy mạnh việc khai thác quản lý nguồn vốn từ các ngân hàng, các chương trình dự án, các nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, phổ biến các chính sách tín dụng cho vay tới hội viên, chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ trách hoạt động ủy thác và tổ trưởng các tổ tiết kiệm vay vốn những kiến thức kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Đến nay, dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 663,711 tỷ đồng, cho trên 21.870 hộ vay, thuộc 621 tổ tiết kiệm và vay vốn. Vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 529,603 tỷ đồng, cho trên 3.720 người vay. Vốn Ngân hàng Đông Á 4,5 tỷ đồng cho 113 người vay. Qua kiểm tra đánh giá, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được đồng vốn, không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp chị em tham gia tổ chức hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 187.000 m2 nhà màng nhà lưới đã được đầu tư mà lại hiệu quả sản xuất cao. Năm 2019 này, tỉnh tiếp tục phê duyệt đầu tư thêm 26.000 m2 nhà màng nhà lưới, với mức đầu tư mỗi m2 nhà màng là 100.000 đồng và mỗi m2 nhà lưới là 50.000 đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư nhà màng nhà lưới cần chú trọng định hướng và hướng dẫn nông dân trồng cây trong nhà màng nhà lưới đúng kỹ thuật, đặc biệt là chọn các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như dưa lưới, rau mầm và trồng hoa.
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc sáp nhập hai trường mầm non và hai trường trung học cơ sở. Theo đó, hai trường mầm non trước đây của thị trấn Ân Thi gồm trường mầm non Liên Cơ và trường mầm non thị trấn Ân Thi sẽ được sáp nhập làm một, lấy tên mới là trường mầm non thị trấn Ân Thi. Hiện tại, nhà trường có 22 khối lớp với 560 trẻ. Cơ sở vật chất đã và đang được quan tâm đầu tư nâng cấp, trình độ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Đối với bậc học trung học cơ sở trước đó, gồm trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông có 12 lớp và trường trung học cơ sở thị trấn Ân Thi có 8 lớp sáp nhập chung, lấy tên mới là trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông. Vừa qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2019. Phát biểu tại lễ hội Xuân Hồng năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Văn Cầu, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương khẳng định, hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, từ sự hưởng ứng nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, phong trào hiến máu tình nguyện thu được kết quả đáng khích lệ. Năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 12.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng giúp các cơ sở y tế điều trị, cứu sống hàng ngàn người bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, trước nhu cầu ngày càng tăng do mở rộng các phương pháp điều trị hiện đại trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, việc đảm bảo máu có chất lượng và an toàn là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài. Vì vậy, phong trào hiến máu tình nguyện cần nhận được sự quan tâm tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là sự nhiệt tình tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, thuốc kháng sinh được coi là một giải pháp trong điều trị các loại bệnh do nhiễm vi khuẩn. Nhờ có thuốc mà chúng ta có thể kiểm soát được nhiều dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay người dân đang sử dụng thuốc kháng sinh chưa hợp lý, lạm dụng dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao trên thế giới và đáng báo động. Các cơ sở khám chữa bệnh đang phải đối mặt với tốc độ lan rộng của các vi khuẩn kháng nhiều nhóm kháng sinh gây khó khăn trong quá trình điều trị. Còn các bệnh nhân phải chịu hậu quả nặng nề, đối diện với nhiều rủi ro hơn khi cơ thể kháng với hầu hết các loại kháng sinh. Theo các bác sĩ, việc kháng thuốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó việc sử dụng kháng sinh bừa bãi trong cộng đồng được cảnh báo hàng đầu. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, khiến các bác sĩ tại các tuyến trung ương buộc phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới, dẫn đến chi phí điều trị tăng, tỷ lệ tử vong cao hơn. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Riêng trong năm 2018, xã đã thực hiện xã hội hóa xây dựng được 3 ngôi nhà mới cho người nghèo. 3 gia đình được hỗ trợ xây nhà trong năm 2018 đều là hộ nghèo đơn thân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, phải ở trong những ngôi nhà đã xuống cấp không còn an toàn. Bên cạnh sự hỗ trợ về ngày công lao động, gia đình ông Nguyễn Văn Tùy ở thôn Tần Tiến được hỗ trợ 85 triệu đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Hởn, thôn Tần Tiến được hỗ trợ gần 30 triệu đồng, gia đình bà Hoàng Thị Vân ở thôn Duyệt Lễ được hỗ trợ hơn 60 triệu đồng. Số tiền này được xã hội hóa từ một số doanh nghiệp và người hảo tâm ở địa phương. Hiện nay, toàn xã Minh Tân có 40 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo. Hàng năm, xã đều thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, chế độ ưu đãi, thăm hỏi, tặng quà, tri ân trong dịp lễ Tết và khi ốm đau. Theo thống kê mới nhất của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam, trong 2 tháng đầu năm 2019, Hà Nam đón trên 80.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 350 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm 2018. Lần đầu tiên Hà Nam đã đón lượng khách du lịch đến tham quan tham gia các lễ hội lớn trong tháng 2 như lễ hội Tịch Điền Đội Sơn, lễ Phát Lương Đền Trần Thương và lễ hội Chùa Tam Trúc. Mặc dù khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Trúc Ba Sao chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng việc khai hội Chùa Tam Trúc đã thu hút lượng khách du lịch lớn từ khắp mọi nơi. Thống kê cho thấy chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 2019, Hà Nam đã đón trên 40.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch lưu trú và ăn uống ước đạt gần 170 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ ăn uống đạt gần 160 tỷ đồng, dịch vụ lưu trú đạt gần 8 tỷ đồng.
dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch đạt gần 2 tỷ đồng. Trước đây, nhiều bà con nông dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vỏ bao bì chai lọ thường vứt bừa bãi ngay trên cánh đồng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe của người dân. Từ năm 2016, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Ninh Bình đã triển khai mô hình bể thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Đây là cách làm rất hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi bảo vệ môi trường. Ghi nhận tại huyện Yên Mô. Theo ước tính, sau mỗi vụ chăm bón lúa và hoa màu, bà con nông dân huyện Yên Mô vứt bỏ khoảng trên 100kg vỏ, chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đây là loại rác thải nguy hại, nếu không được thu gom xử lý, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, đất, nước và nông sản. Nhận thấy sự nguy hại trên, Hội Phụ nữ huyện Yên Mô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cũng như phát động các cơ sở hội đặt hàng loạt các bể thu gom. Đến nay, sau 3 năm triển khai, toàn huyện đã đặt được gần 800 bể tại 17 trên 17 xã thị trấn. Mỗi bể thu gom như thế này được lựa chọn vị trí phù hợp, thuận tiện đường giao thông, phân bố hợp lý, không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ, bà con nông dân trong bảo vệ môi trường, hình thành thói quen tốt trong thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, tạo mỹ quan trên đồng ruộng. Từ tháng 5 năm 2018 là lắp đặt được tổng số trên địa bàn là 40 bể. Sử dụng cái ống cống như thế này thì kinh phí nó cũng phù hợp vì là nó rẻ hơn xây rất là nhiều và có nắp đậy và hai nữa là có đáy. Sau mỗi một vụ thì là vận động chị em là sẽ đi các trục đường và nhặt những cái vỏ bao bì mà còn rơi sót lại là bỏ trực tiếp vào trong bể và sẽ tiến hành là thu gom và xử lý. Việc đặt các bể thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật của các cấp hội phụ nữ huyện Yên Mô đã cơ bản giúp môi trường đồng ruộng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, theo đánh giá, số lượng bể được đầu tư hiện nay mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Bên cạnh đó, nhận thức của một số người dân còn hạn chế. Sự giám sát của các cấp hội chưa được quan tâm đúng mức, nên việc thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả. Trong cái đợt đầu này, thì là hội phụ nữ cũng mới đặt được có một đợt đầu là 15 ống cống. Trong cái đợt tới này cũng là dựa theo các cái xứ đồng, những cái điểm nào mà điểm cho chị em ta múc nước có cái nguồn gần nguồn nước để chị em ta phun ấy thì cũng sẽ phối hợp với bên các đoàn thể nữa cũng đang có cái hướng là sẽ lắp đặt đến 20-30 ống cống tiếp để tiện cho chị em đi bỏ khỏi đi bỏ xa. Trên các xứ đồng, chỗ nào được đặt bể thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, chỗ đó đã phát huy hiệu quả. Từ đó từng bước hạn chế được ô nhiễm môi trường. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp bà con nông dân hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa bắt quả tang một xe ô tô chở gần 600kg mỡ lợn, lòng lợn. Qua kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C-12175 do lái xe Vũ Văn Hùng, 36 tuổi ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 600kg mỡ lợn, lòng lợn, trong đó có 270kg mỡ lợn và 300kg lòng lợn đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe không trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch. Tài xế Hùng khai nhận mua toàn bộ số sản phẩm động vật từ các khu vực chợ, hộ dân nhỏ lẻ ở Hưng Yên sau đó vận chuyển về tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.